Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn ba loại vật liệu lọc cao cấp và phổ biến nhất hiện nay, và cũng là loại vật liệu lọc được anh em chơi cá cảnh thủy sinh ưa chuộng nhất. Chiếc khay đầu tiên thì đó chính là Subtrax. Chiếc khay thứ hai thì là Matrix. Và chiếc khay thứ ba là vật liệu lọc của Neo. Đối với Subtrax thì các bạn không lạ gì nữa rồi. Đó là vật liệu lọc cao cấp đến từ thương hiệu Ehem của Đức, rất là nổi tiếng. Các viên lọc hình cầu và có độ nhám xốp rất cao, có thể chứa được lượng vi sinh cực lớn. Không chỉ vậy, khả năng khử các khí độc trong nước của dòng vật liệu này cũng rất là tốt. Tiếp đến thì đây là Matrix, một trong những dòng vật liệu lọc cao cấp đến từ thương hiệu Seachem của Mỹ. Các viên vật liệu lọc Matrix thì được sản xuất lại dạng những viên đá nhỏ. Nó có khả năng chứa lượng vi sinh rất lớn, và nếu mà so sánh với Subtrax thì vật liệu lọc Matrix nó sẽ có khả năng giữ được vi sinh nhiều hơn, bởi vì độ xốp của Matrix được sản xuất tốt hơn nên nó có phần nhỉnh hơn. Và cũng tương tự như Subtrax, những viên lọc này có khả năng khử các khí độc trong nước rất là tốt, không kém gì Subtrax cả. Và cuối cùng đó là vật liệu lọc của Neo. Neo là một trong những thương hiệu mới đến từ Hàn Quốc. Thương hiệu này thì mặc dù nó còn rất trẻ ở trong làng chơi cá cảnh Việt Nam, nhưng trong những năm gần đây, nó đã nhận được những sự đánh giá rất cao từ phía người dùng. Nếu so sánh về khả năng giữ vi sinh, thì vật liệu lọc của Neo nó còn làm tốt hơn cả Matrix, vì những viên hạt này được sản xuất với những công nghệ mới, nó tạo ra những khoang chứa nhiều hơn. Những khoang chứa này có thể chứa được lượng vi sinh lớn hơn rất nhiều lần. Các bạn hãy nhìn hình ảnh cắt của viên vật liệu lọc này. Nó được sản xuất với độ xốp cực cao, tăng cường tối đa hiệu quả lọc cũng như hiệu quả giữ vi sinh. Hãng vật liệu lọc Neo mặc dù ra đời sau, nhưng nó lại được thừa kế rất nhiều công nghệ hơn là đàn anh đi trước. Trong đó, đặc biệt đó là công nghệ điều hòa pH trong nghề. Vật liệu lọc Neo hiện tại thì có 3 phiên bản cho bạn lựa chọn. Đầu tiên là dòng SOS, có tính axit nhẹ, giúp bạn giảm nhẹ pH trong bể để phù hợp hơn với rất nhiều dòng cá tép. Dòng thứ hai là dòng vật liệu lọc trung tính, thì vật liệu lọc này không tham gia vào quá trình tăng giảm pH. Thứ ba đó là dòng H. Dòng vật liệu lọc này thì nó lại mang tính kiềm, nó sẽ đẩy pH lên cao một chút. Nếu bể của bạn dùng nguồn nước nhiễm phèn hoặc bạn nuôi các sinh vật mà cần pH cao thì đây sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Đa số nguồn nước của chúng ta sử dụng thì đều lấy nước máy, và ngưỡng pH của nước máy này thì nó sẽ hơi cao, đó là từ 7,5 cho đến 8. Với ngưỡng pH này thì các bạn vẫn có thể chơi được thủy sinh và cá tép bình thường, nhưng nó sẽ không tốt lắm, vì ngưỡng pH tiêu chuẩn để phù hợp với đại đa số các loại cây và cá tép thì là ngưỡng 6,5 cơ, nó thấp hơn. Và đương nhiên là vật liệu lọc Neo Sort lại làm khá là tốt điều này. Nó sẽ giúp bạn đưa cái ngưỡng pH của bể về mức tương đối là tốt, đó là từ 6 đến 6,5. Rất là tốt cho cây thủy sinh và cá tép. Nếu chúng ta so sánh chất lượng của dòng vật liệu lọc cao cấp đối với các dòng vật liệu lọc phổ thông, ví dụ như đá nham thạch, sứ lọc viên và sứ lọc bi, thì độ chênh lệch về chất lượng khá là xa. Đó là cả cái khay thủy tinh vật liệu lọc trung cấp này, nó có khả năng lọc và chứa vi sinh chưa bằng nổi một viên vật liệu lọc cao cấp. Chính vì vậy, nếu các bạn có điều kiện thì hãy cố gắng sử dụng một dòng vật liệu lọc cao cấp nào đó, dùng ít cũng được, nó cũng vẫn rất là tốt. Nó sẽ giúp bạn chơi thủy sinh cũng như chơi cá tép nhàn hơn rất nhiều. Một sự khác nhau rõ rệt nữa, đó là nếu các bạn sử dụng vật liệu lọc trung cấp thì khi các bạn nuôi tép, các bạn sẽ thấy tép nó hay chết lai dai và ít sinh sản. Nhưng khi các bạn dùng vật liệu lọc cao cấp thì tình trạng này sẽ được khắc phục đỡ hơn rất nhiều. Các bạn sẽ thấy tép của bạn sống khỏe mạnh hơn, ít chết lai dai hơn, và chúng sinh sản tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng thì đó là cái đánh giá chung ba dòng vật liệu lọc này. Thì cả ba dòng vật liệu lọc cao cấp Subtrax, Matrix và Neo đều tốt. Đều là ba thương hiệu lớn, và các bạn có thể dùng loại nào cũng được, đều tốt cả. Nhưng riêng dòng vật liệu lọc Neo lại đang có giá thành rẻ hơn 30% so với các loại vật lọc lọc kia, và nó có khả năng tốt hơn, đó là điều hòa được pH trong bể theo như ý mà bạn muốn,
một trong những tính năng mà hai dòng vật liệu lọc kia không có. Các bạn có thể sử dụng cả ba loại vật liệu lọc này thì càng tốt, bởi vì mỗi hãng chúng đều có một điểm mạnh riêng và nếu dùng chung thì chúng sẽ bổ trợ lẫn nhau. Nhưng nếu các bạn mong muốn một hãng nào mà vừa tốt vừa rẻ thì hãy chọn Neo, bởi vì đây là một trong những thương hiệu còn rất trẻ nhưng chất lượng của nó lại ở mức rất là châu Âu, còn giá rất châu Á. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Tạm biệt.